Oh, hello. Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với chương trình WeWolf của chúng mình. Channel WeWolf là một channel nói về board game, hướng dẫn các bạn chơi những trò chơi về board game. Thì hôm nay Vinh xin giới thiệu cho các bạn một trò chơi đi tìm vàng. Tất cả mọi người ai cũng thích vàng, Vinh cũng thích vàng, mọi người cũng thích vàng đúng không? Nhưng mà đi vấn đề là đi tìm vàng ở đâu? Vinh thì thường tìm vàng ở restroom mấy bạn. Ở quên lý lộn lộn. Đào hầm đi tìm vàng. Nhưng mà trong số những người tìm vàng chung với Vinh có một người muốn chiếm hết tất cả số vàng đó đem về cho mình thôi. Bởi vậy tụi Vinh ghét nó lắm. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, đúng không? Cho nên Vinh xin giới thiệu cho các bạn một cái trò chơi đi tìm vàng rất là hay. Game được mang tên Saboteur. Trong khi mà các bạn mở cái hộp bài ra đó thì các bạn sẽ thấy có những cái lá bài khác nhau. Các bạn có thể thấy được là có những cái mặt đằng sau khác nhau. Như là mặt màu sau màu xám nè, màu nâu nè. Cái này là cái con đường starting ha. Và những cái lá bài này là lá bài treasure. Thì trong lá bài màu xám nó sẽ là những cái lá bài đường đi hoặc là những cái lá bài chức năng như thế này nha các bạn. Đó. Nó đây là những cái lá bài chức năng các bạn ạ. Sau đó là những cái lá bài mà đường đi chẳng hạn như là như thế này. Đây là những lá bài đường đi. Còn lá bài màu nâu này là lá bài treasure ha. Là cái vàng nó nằm ở đâu thì nó có 3 lá thôi. Thì các bạn có thể thấy được là cái màu vàng là lá vàng, còn hai lá kia là lá đá. Cái lá bài này chỉ có một lá thôi và nó hai mặt. Thì lá này là lá bắt đầu, điểm xuất phát của những người đi tìm vàng. Những cái lá màu vàng này thưa các bạn là những cái lá treasure mà các bạn sẽ thắng được, những cái vàng mà các bạn sẽ tìm được. Thì tùy theo ai tìm được vàng thì người đó sẽ tìm được bao nhiêu số vàng. Thì tí nữa mình sẽ giải thích những cái đó như thế nào. Còn cái lá màu đỏ này thưa các bạn là lá nhân vật. Thì trong này có những người đi tìm vàng thì sẽ không có tên gì cả. Đó là gold miner theo tiếng Anh ha. Còn lại những người mà đi phá hoại thì nó sẽ có một cái tên như đây, tên là saboteur, là những người đi phá hoại. Thì trong game này á, mình sẽ có 44 lá đường. 44 lá đường nha các bạn. Và 27 lá chức năng là những cái lá này. Lá đi xem bài, lá đi chặn người khác. 28 lá treasure là 28 lá vàng. 7 người gold miner. Đó, 7 người đi tìm vàng. Và 4 người đi phá hoại. Ngoài ra thì mình còn có ba cái lá như thế này, ba lá màu nâu này để mà biết vàng nằm ở đâu. Phần tiếp theo đó các bạn là mình muốn giải thích cho các bạn về cái phần setup. Thì setup như thế nào? Mình sẽ setup bằng cái con đường xuất điểm xuất phát ở trên đầu. Sau đó các bạn sẽ shuffle những cái lá, sẽ sáo bài những cái lá chức năng và những cái lá đường chung với nhau. Nó có indicate bằng mặt sau bằng màu xám. Các bạn sẽ sáo bài lên. Sau đó các bạn để phía sau nó. Còn lại lá nhân vật thưa các bạn, thì các bạn sẽ tùy theo số lượng người chơi. Chẳng hạn như nếu các bạn có 3 người chơi thì các bạn có 1 người phá hoại và 3 người gold miner. Nếu các bạn có 4 người chơi thì có 1 người phá hoại và 4 người gold miner. Chứng tỏ số lượng lá bài sẽ hơn số lượng người chơi. Và một lá bài sẽ bị loại ra. Bởi vậy các bạn sẽ không biết là người phá hoại đã bị loại ra hay là một người đi đào vàng đã bị loại ra. Nó làm cho cái game thêm phần thú vị thưa các bạn. Thì những cái lá nhân vật này thì theo số lượng người chơi thì các bạn sẽ tự soạn ra rồi sáo bài lên và chia ra cho những người chơi khác nhau. Thì cái này mình để ở đây ha. Tiếp theo là lá bài, những cái lá bài vàng này thưa các bạn, thì mình sẽ sáo bài lên, sau đó mình úp nó xuống theo như vậy. Khoảng cách giữa những lá bài này là một lá bài khác. Còn lại những lá bài score point này, những cái lá bài mà có điểm vàng này đó, thì các bạn không cần tính tới cho đến khi các bạn thắng vàng. Khoảng cách giữa cái điểm xuất phát cho đến cái lá vàng là 7 lá khác nhau.
Nếu các bạn có từ 3 tới 5 người chơi thì các bạn sẽ chia cho mỗi người chơi 6 lá bài. Nếu các bạn có từ 6 tới 7 người chơi thì các bạn chia cho mỗi người 5 lá bài. Còn nếu các bạn có từ 8 tới 10 người chơi thì sẽ chia cho mỗi người 4 lá bài. Chứng tỏ là các bạn có thể thấy được là cái game này nó có thể chơi từ 3 cho đến 10 người chơi. Cho nên các bạn có những cái party hay là các bạn get together rất là đông thì các bạn không biết là sẽ chơi những cái game nào. Tại đa số những cái game strategy đó thì nó phải tốn khoảng nhiều khi nó chỉ từ 2 tới 6 người chơi thôi. Cho nên cái game Saboteur này nó rất là thú vị và nó giúp cho mọi người chơi được cái số đông nhiều hơn mà các bạn không phải chơi ma sói. Phần tiếp theo đó các bạn là mình sẽ giải thích cho các bạn làm sao để thắng được cái game này. Nếu như các bạn là gold miner, là những người đào vàng bình thường, thì nếu các bạn tìm được vàng thì tất cả những người đào vàng chung với các bạn đều được số vàng. Ok, số lượng vàng sẽ được tính như thế này. Nếu như bạn là người tìm thấy vàng, chẳng hạn như các bạn lật những cái lá này lên và các bạn nối những con đường, nó đi đi làm sao đó, nó nối tới đây và nó đã tìm được thấy vàng. Bạn là người đầu tiên được tìm vàng thì bạn sẽ chia ra số bài màu vàng này cho tất cả những người đi đào vàng. Chẳng hạn trong game có 3 người đi đào vàng thì các bạn sẽ chia ra 3 lá. Sau đó bạn sẽ là người đầu tiên được nhìn 3 lá này. Đó. Chẳng hạn trong trường hợp này 3 lá này đều là 3 lá 1 vàng thì các bạn không có sự lựa chọn. Nhưng nếu như các bạn trong trường hợp này các bạn có là lá 2 vàng hoặc là cái lá 3 vàng. Okay. Thì các bạn có quyền lựa chọn là các bạn muốn lấy 3 vàng hay lấy 2 vàng hay lấy 1 vàng. Thì tất nhiên nếu các bạn có quyền lựa chọn thì các bạn sẽ lấy lá 3 vàng, đúng không? Lấy lá 3 vàng về cho mình. Còn hai lá còn lại các bạn sẽ cầm lên và đưa cho cái người bên trái của mình. Họ sẽ nhìn hai lá còn lại đó và chọn một lá. Thì tất nhiên họ sẽ chọn lá 2 vàng và người cuối cùng sẽ được lá 1 vàng. Mình sẽ chơi như vậy 3 vòng. Có nghĩa là tìm cái vàng này 3 lần thì ai được nhiều vàng nhất sẽ thắng game. Mình sẽ giải thích tiếp là cái phần nếu các bạn là kẻ phá hoại thì như thế nào. Nếu như các bạn phá hoại đường làm sao đó để cho cái đội đi tìm vàng không tìm được ra vàng thì những người phá hoại sẽ được 3 vàng mỗi vòng. Thì nếu mà bạn làm phá hoại 3 vòng luôn mà mỗi vòng đều được thành công hết và được 3 vàng thì các bạn tổng cộng đến cuối game là được 9 vàng và các bạn đã thắng. Bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn về những cái lá bài chức năng này. Trong những lá bài chức năng này thì có những cái lá bài đường đi. Chẳng hạn như các bạn có thể nối những con đường bắt đầu từ cái điểm xuất phát này. Các bạn có thể nối như thế này hoặc là nối ngang như thế này. Các bạn không thể nối dọc như thế này. Ok. Các bạn chỉ có quyền nối ngang như thế này thôi. Khi các bạn chơi xong một lá chức năng, các bạn có quyền bốc một lá chức năng khác và bỏ về tay. Okay. Các bạn không bắt buộc phải chơi những cái lá chức năng này. Chẳng hạn như nếu như bạn là người đi phá hoại và những cái lá này là những cái lá bạn không muốn chơi, tại vì nó sẽ giúp cho những người đi đào vàng, đúng không? Thì các bạn có thể bỏ lá này đi. Đến lượt các bạn có thể bỏ đi một lá, úp xuống, không cho các người khác biết là bạn đã bỏ đi những lá gì, và bốc lại một lá chức năng khác lên tay mình. Sau đó lượt của bạn sẽ kết thúc và người tiếp theo bên trái của bạn sẽ chơi tiếp theo. Lần lượt những người chơi sẽ chơi những lá bài chức năng, làm đủ những chức năng khác nhau. Và người đi đào vàng sẽ cố gắng làm sao đó nối được đường đi đến được cái cục vàng này đầu tiên. Những lá vàng này thưa các bạn, mình đã phải giải thích từ lúc đầu là nó sẽ úp xuống nha các bạn. Thì không ai biết vàng ở đâu cả. Thì làm sao để biết vàng được nằm ở đâu mà đi? Thì các bạn có thể thấy được có những cái lá bạn có thể chơi như thế này. Những cái lá này lá chức năng luôn. Thì lá chức năng này nó có một cái bản đồ. Bản đồ này giúp cho người chơi có thể xem một trong ba lá bài này. Chỉ có người chơi lá bài này mới được xem một trong ba lá bài này thôi. Và khi xem xong, bạn có quyền nói cho đồng đội của mình biết đây là đá hay là đây là vàng. Chẳng hạn như lá này bạn là đá, đúng không? Nhưng bạn có quyền nói cho đồng đội của mình biết đây là đá hay là vàng. Bạn có quyền không nói gì cả, giữ im lặng thôi. Hoặc là bạn có quyền nói dối. Chẳng hạn như bạn là kẻ phá hoại, bạn chơi lá này, bạn muốn coi một trong ba lá. Bạn cầm cái lá này lên, bạn coi nó là đá, nhưng mà bạn muốn người ta nghĩ đó là vàng, cho nên bạn nói đó là vàng đó. Thế là mọi người khác
đi đến tìm vàng, nhưng khi họ lật ra thì nó không phải là vàng. Chứng tỏ là bạn đang dụ mọi người đi vòng vòng đi sai hướng để không được tìm đúng lá vàng nằm ở đây. Trong những lá xây đường có những lá nó sẽ làm cho cản trở những người xây đường khác. Chẳng hạn như họ vừa mới xây cái đường thiệt là đẹp như thế này, đúng không? Cố gắng đi qua phía bên đây đi tìm vàng. Nhưng thực sự có người phá hoại tới, họ không muốn các bạn đi tìm nữa. Họ sẽ chơi một lá như thế này để cản trở cái con đường. Thì khi như vậy con đường đã kết thúc và các bạn sẽ phải tìm đường khác để đi. Hoặc các bạn có thể dùng một lá chức năng khác như chức năng này. Lá này sẽ giúp cho người chơi có thể phá đi một con đường đã được xây. Thì khi mà người chơi chơi lá này, mình có thể hủy đi một lá mà đang cản trở. Nếu mà mình là người đầu vàng thì mình muốn xóa đi cái lá đang cản đường. Hoặc nếu mình là người phá hoại thì mình muốn cản cho người khác thì mình dùng lá phá đường này luôn, mà mình phá đi một cái con đường tốt. Thì khi mà mình phá con đường tốt đi như vậy thì họ sẽ không tiếp tục xây được nữa. Họ phải xây lại cái chỗ đang bị mất đây, vừa mới bị phá đây, sau đó họ mới tiếp tục xây đường được. Trong game khi các bạn lộ liễu quá, các bạn là người phá hoại thì các bạn cũng rất là dễ bị người khác chặn đường. Thì có những lá chặn các bạn không cho các bạn tiếp tục xây đường. Thì các bạn cứ thử nghĩ rất là đơn giản. Nếu các bạn là người đi đào vàng thì các bạn cần những cái dụng cụ gì khi mà đi đào vàng? Tất cả các bạn sẽ cần một cái búa, một cái rìu để mà đào đất, đúng không? Các bạn sẽ cần một cái xe để mà đẩy đá ra ngoài. Các bạn sẽ cần một cái đèn để nhìn thấy đường, tại dưới hầm rất là tối. Thì khi một trong ba cái này bị hư thì chắc tỏ các bạn không thể nào tiếp tục đào được, xây đường được nữa, đào hầm được nữa. Thì các bạn có thể thấy nó giúp cho các bạn thấy được là trên lá bài nó màu đỏ và nó có dấu gạch chéo, chứng tỏ là cái đồ này của các bạn đã bị hư, đã bị gãy. Thì khi các bạn chơi lá này thì các bạn chơi lá chức năng này trước mặt một người khác thì người ta sẽ chứng tỏ là người khác đã bị hư cái đồ dùng đó và họ không thể nào tiếp tục đào vàng được, xây đường được nữa. Đến lượt người ta có thể bỏ một lá bài hay là xem bài, xem vàng nằm ở đâu, nhưng mà không tiếp tục giúp cho đồng đội xây đường được nữa. Thì đó là cách các bạn cản những người khác. Các bạn không thể nào bỏ hai lá cản giống nhau lên cùng một người. Chẳng hạn như người đó đã bị cản, cái rìu của họ đã bị gãy rồi, thì các bạn không thể nào bỏ thêm một cái lá rìu gãy lên trên người khác nữa. Nhưng mà bạn có thể bỏ lên cùng một người đó một cái đèn bị hư và một cái xe đẩy bị hư. Chứng tỏ là một người chỉ được bị hư ba cái thôi, không thể nào hơn ba cái cả. Thì làm sao, các bạn sẽ thắc mắc là làm sao để giải những cái lá đó để mà tiếp tục xây đường giúp đồng đội mình, đúng không? Thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Mình có ba cái lá giải cũng giống y chang như vậy. Lá giải này để mà giải cái rìu bị hư, cái này để giải cái đèn bị hư, và cái này để giải cái xe bị hư. Các bạn sẽ thấy là nó indicate bằng cái màu xanh ở trên lá bài. Có một cái lá giải mà các bạn thấy là nó có hai dấu hiệu lần, chẳng hạn như vậy, thì nó có cả cái rìu lớn cả cái xe. Các bạn chỉ được chọn một trong hai cái đó để mà giải thôi. Chứng tỏ nếu bạn đã có đang bị chặn ba cái, bạn và người đồng đội của bạn chơi cho bạn hoặc là bạn tự chơi cho chính mình lá giải này, thì các bạn có thể chọn một trong hai cái này để giải, là cái rìu hoặc là cái xe để mà giải thôi. Thì có thể bạn cần bỏ cái xe đi. Các bạn cũng có quyền trao đổi với đồng đội của mình để mà biết được đồng đội có những cái lá bài gì trên tay. Họ có thể nói dối hoặc là nói thật. Thì chứng tỏ nếu như đồng đội của mình nói là thôi giải cứu cái xe đi, mình có cái rìu trên tay rồi, mình có tí nữa mình giải cho bạn, thì chứng tỏ là họ đang nói cho bạn biết là họ đang có một cái lá giải rìu trên tay. Thì bởi vậy họ kêu bạn là giải cái lá xe đi, để tí nữa họ sẽ giúp bạn giải cái lá rìu. Ok, sau mỗi vòng chơi như vậy thì các bạn sẽ cầm những cái lá bài nhân vật và sóc bài lên, sau đó sẽ chia lại cho những người chơi lại. Vì thì vòng 1 nếu bạn là kẻ phá hoại thì vòng 2 chưa chắc gì bạn là kẻ phá hoại, vòng 3 chưa chắc gì bạn đã là kẻ phá hoại. Cho nên bạn cái strategy sẽ thay đổi, cái chiến thuật sẽ thay đổi liên tục và làm cho cái game càng thêm thú vị nữa các bạn. Và đây là game Saboteur.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video hướng dẫn game Saboteur. Nếu các bạn thấy game Saboteur rất là hay và thú vị, thì xin các bạn hãy cho channel một cái subscribe cũng như là nhấn nút bell để sau này channel có những cái video hay hơn, thú vị hơn thì các bạn có thể biết được. Nếu các bạn có góp ý hay là có câu hỏi, thắc mắc hoặc là có những cái góp ý chân thành cho channel thì xin các bạn hãy để phần comment phía dưới, Vinh sẽ trả lời cho các bạn sau. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi channel và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.